Nay là cái ngày mà sắp lớp mấy con, để còn có 20 ngày nữa là mấy con vô học cái lớp chính quy, chuẩn bị sắp lớp xong là tới cái ngày đó thì mấy con người giàu là lo tu, chứ không còn mà học tập cái gì không khác nữa. Để rồi cái thời gian còn rảnh để mà thầy soạn cái thảo cái lớp học chánh ngữ là chánh nghiệp, bởi vì có cái thời gian thì nó sản thảo cái quan nghi tế hẳn từ cái lời nói cho đến cái hành động, chứ còn nếu không thì cái giáo trình đó không có sản thảo thì cái giáo trình hai cái lớp nó khó dạy, bởi vì nó dạy từ cái hành động của mấy con. Cho nên thầy cần có một cái thời gian, tức là cũng dài 3 tháng thầy mới sản thảo. Và đồng thời trong cái thời gian thì mấy con tu cái lớp chánh tư duy, dùng cái thời gian mà chánh tư duy của mấy con tập tu thì thầy được tỉnh ra thì mới sản phẩm cái bộ quan nghi tế hạnh, cái bộ giới luật quan nghi tế hạnh. Còn cái vấn đề tu thì mấy con biết rất rõ là hiện giờ thầy có dạy cho mấy con cách thức. Mấy con tu, cái người mà còn trẻ khỏe thì mấy con nương vào cái hơi thở mà nhìn lại bốn chỗ đang gọi thẳng hoa cho mình, đó là thứ của người còn khỏe. Và cái giờ giấc, mấy con lưu ý cái giờ giấc của cái người còn trẻ khỏe đó, thì bắt đầu từ 10 giờ tối mới đi ngủ mà cho đến 2 giờ thức dậy. Không có người nào mà dậy sai, thức dậy sai mà ngủ sớm được, mà hoặc là ngủ trễ hơn cũng không được, đúng 10 giờ. Còn khi một thời gian sau một tháng tu tập thì sẽ cho tăng lên, nếu được thì sẽ cho tăng, thầy thấy cái khả năng của mấy con tiến bộ được thì sẽ cho tăng lên 11 giờ mới đi ngủ, mà 1 giờ thức dậy. Thì mấy con liệu trong một tháng mà mấy con tu tập như thế nào thì tăng lên để mà phá lần cái hôn tập. Còn cái người già hiện giờ đó, mấy con cũng giữ đúng giờ giấc là cũng 10 giờ mới đi ngủ, nhưng mà cái tuổi trẻ sẽ tăng lên. Nhưng mà bây giờ thì đồng đều cái thời gian vào lớp học thì đồng đều, nhưng cái người lớn tuổi ấy, thì sau đó thì không có lên, giữ ở cái mức đó thôi. Còn tuổi trẻ tăng lên, và đồng thời nếu mà tuổi trẻ mà tăng lên được nữa thì coi như là ban đêm không ngủ suốt tu tập, chỉ có ban ngày ăn cơm rồi thì nằm nghỉ được 30 phút. Các con lượng sức chứ không kéo nó thì thầy cho chết luôn đó, chứ không phải dễ đâu. Không coi như là cái sự tu tập, chứ đừng nghĩ là nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Phải chiến đấu với cái vật mà hôn trầm thiền miên, cái quét cho sạch chứ không có được để nó, vì vậy để nó còn sự. Đó là cái sự tu tập của chúng ta. Còn cái người già thì không nên mà tập trung nhiều ở trên cái tứ niệm xứ, mà tu là vô sự hơn, tức là ngồi chơi nhưng mà có những cái niệm, có những cái thọ, có những cảm thọ, có niệm gì ta chọn giờ hơn thì sử dụng các pháp để đi lui cái chướng ngại pháp đó thôi. Và cái thời gian thì suốt một buổi dẹp thời gian là luôn 3 tiếng, nhưng hiện có những chướng ngại pháp nào thì chúng ta có pháp để phá, chứ không phải tu các pháp. Ví dụ như giờ thấy mình bị hôn trầm thiền miên nhiều, cứ ngồi tu lúc thì bị ngủ, thì cái người đó phải dồn hết cái công phu vào pháp thân hành niệm, tu tập từ 1 giờ đến 2 giờ thậm chí như 3 giờ để cho cái sức tỉnh thức của mình tăng lên. Còn cái người mà không có hôn trầm thiền miên nhiều mà bị loạn tưởng thì tu định vô lậu nhiều, tu cái định vô lậu nhiều, tức là lật lại những cái bài làm của mình, coi mình còn thiếu sót cái gì ở trên vô lậu, thì mình phải triển khai cái tri kiến của mình thêm những cái phần nào thiếu sót. Còn người nào mà bị phóng dật nhiều thì phải tu hấp phòng hộ mắt tay bộ miệng thân ý, luôn luôn các ý giữ tâm mình, giữ tay mình, mắt mình, đừng cho nó quay ra, thường giữ tâm quay vào. Đó là tùy theo mọi đặc tướng mọi người mà tu tập. Nếu trong một tháng vào tu trong một tháng mà có người nào phạm giới
tức là hóa thành độc tư, nói chuyện tới lui, nói chuyện này kia, thì cái người đó sẽ bị cho xuống lớp, không có cho tu cái lớp đó nữa. Bởi vì tu lớp đó thì là sẽ đậm, và đồng thời những người đó sẽ được đưa ra phía trước, đưa ra phía trước này ạ. Sau này thì cho vào tu thì coi như những người nào mà đã quyết tâm tu thì cho ra phía sau hết. Còn những người khách giảng lai hoặc là những người chưa được chấp nhận cho tu thì đều ở phía trước. Và hiện giờ đó thì người nào mà được vào phía sau tu học thì phải giấy tạm vắng tạm trú đầy đủ. Còn người nào mà tạm vắng tạm trú chưa được đầy đủ thì thứ nhất là về lo cho đầy đủ. Chứ còn ở như thế này thì ngay khi mốt nọ cái lớp học chúng ta sẽ bị đổ dở, bởi vì một số lượng đông như thế này, rồi nhà nước đến người ta kiểm tra nằm trong giấy tờ đó, thì chỉ có một người thôi mà vẫn bị thẩm đó, nó không thể, nó rất khó khăn. Cho nên không giấy tờ thì phải giải quyết giấy tờ cho ổn để chúng ta tu cho tới nơi tu chốn, chứ không thể nào mà hiện nào một mình mà đặng người khác thì không nên. Do mình phải thực hành cho đứng đắn để bảo đảm sự yên ổn trong tu viện, mọi người tu tập cho tốt. Do như vậy thì còn về phần những người bệnh, nếu mà không có đủ khả năng đẩy lui bệnh á thì hãy đi uống thuốc trị bệnh cho hết. Còn nếu có đủ khả năng mà trị bệnh á thì vào thất chuyên, vào thất thay vì người ta tu tập thì mình chuyên đẩy bệnh, thì chừng nào mà hết bệnh á thì mình mới tu tứ niệm xứ và tu các pháp khác. Còn nếu còn bệnh thì không có tu các pháp khác gì được hết, chỉ làm sao cho hết bệnh. Vì vậy cho nên gì mà người nào mà có bệnh thì cũng được tu, nhưng mà tu theo cái người bệnh là áp dụng cái phương pháp đẩy lui chướng ngại pháp của thân bệnh. Chừng nào hết bệnh mới trở về giữ cái tâm bất động của mình, thanh tạ an lạc vô sự, tu tứ niệm xứ. Còn bệnh thì không thể nói là tu tứ niệm xứ được, bởi vì chính mình tu tứ niệm xứ mà trên thân mình có chướng ngại thì mình phải đẩy lui cái chướng ngại đó. Rồi ta đẩy lui trong 1 giờ 2 giờ ta hết, còn mình nó bệnh nó trầm ha, nó ngày nào nó cũng ở trên thân mình cũng bệnh hết. Thì như vậy thì chừng nào mình đẩy hết cái bệnh thì mình mới trở về tôi cái hồn bệnh thì tôi nó là chướng ngại quá. Nhớ kỹ, những người bệnh thì phải lo trị bệnh. Nếu cái khả năng, cái đặc tướng của mình thì mình không có đủ khả năng mà dùng pháp để trị thì nên đi bác sĩ trị, nên cho thầy biết. Bây giờ con sử dụng thuốc thang thì cho thầy biết, thầy sẽ nhờ bác sĩ hoặc là nhờ cô Út đưa đi khám bệnh, xét nghiệm đâu đó cho hẳn hoài rõ ràng rồi tu tập. Ở đây tu thật, làm thật chứ không thể mà nói xua. Cũng như từ cái ngày mà vào học cái lớp này thì qua cái tri kiến của quý thầy quý cô đều là có nhiều người biết rất hay, ví dụ như vậy. Nhưng mà tới đây rớt hay là đậu là do cái chỗ mà thực hành, chứ không phải là chỗ lý luận giỏi, mà cái chỗ thực hành. Người nào tu được thì thầy mới chấm người đó đậu, mà người nào tu không được thì không chấm người đó đậu. Mà người nào phạm giới, phá giới trong cái thời gian mà thực hành cái lớp giác tư duy này thì được đưa ra khỏi lớp học, không có chấp nhận. Bởi vì mình phạm giới, phá giới thì mình không còn tu phạm gì được nữa hết. Mà phạm giới, phá giới thì làm đặng người khác nữa, làm cho người khác người ta tu cũng không được. Cho nên phải thanh tịnh giới hoàn toàn, nghĩa là độc cư là phải độc cư, chứ còn không có được nói chuyện giảng lai gì hết. Bởi vì ở đây theo thầy thiết nghĩ thì ai cũng biết pháp tu rồi, không có người nào là không biết pháp, chỉ còn biết cách thức chúng ta biết để mà chúng ta xả tâm mà thôi. Thì như vậy thì không cần nên mà hỏi, chưa hỏi gì hết. Chỉ trừ khi người nào ở trong lớp học tu có cảm thấy được xuất hiện hoặc những chướng ngại gì khác hơn mà tự mình không thắng được, hầu hết thầy cũng trang bị cho mình những cái phương pháp để đuổi những cái cảm, cái tưởng. Khi nào có cái trạng thái gì lạ lùng, thinh, âm thinh, sắc tướng hiện ra thì chúng ta đều có pháp nghi lý pháp lý đuổi, hoặc là đứng dậy đi trinh hành, hoặc là xả giữ tâm bất động của mình, hoặc là xả tâm bất động của mình thì luôn luôn để mà xả các loại tưởng. Thì như vậy thì trang bị đầy đủ thì còn lý do gì mà mình đi hỏi người này hoặc hỏi người kia hoặc hỏi thầy, làm cho nó mất thì giờ vô ích.
từ từ ra quán mình, sử dụng mình đuổi mà không hết, vẫn còn ngoài. Thì lúc bây giờ mới đến trực tiếp hỏi thầy, chứ không được hỏi ai hết. Có trực tiếp hỏi thầy để thầy trợ giúp. Còn không hỏi thì phải làm như thế này. Khi lúc bây giờ có một trạng thái tưởng nào mà tác ý không hết, thì cố thì tác ý xong rồi thì gọi tên thầy. Bây giờ mình gọi tên thầy: thầy ơi, con đang gặp khó khăn trong một cái trạng thái tưởng, mong thầy giúp con để con vượt thoát ra. Thì lúc bây giờ giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đừng dao động, đừng sợ hãi, giữ tâm thanh thản. Thì lúc bây giờ tiếng gọi của các con mới có hiệu niệm, thì thầy sẽ giúp đỡ bằng một cái từ trường nào đó để giúp cho mấy con vượt thoát ra khỏi những cái trạng thái tưởng đó, thì cái trạng thái tưởng đó sẽ bị dẹp ngay liền tức khắc. Bởi vì đây là tu, cho nên nó có nhiều cái chướng ngại nó sẽ xảy đến, mà khi gặp cái trường hợp mà bất đắc dĩ như vậy ấy, thì mới gọi tên thầy, mới gọi thầy. Còn nếu không mà tự lực của mình tác ý và dùng pháp tác ý và an trú, mình đã đuổi đẩy lui được thì không cần nữa. Còn nếu mà không đẩy lui được thì lúc bây giờ đó mới nhờ đến thầy. Còn nếu mà trong khi gọi như vậy mà tâm giữ bất động, thanh đạt, an lạc vô sự không được, những cái cơn đau hoặc là những cái trạng thái của tưởng mà giữ tâm không được, do đó thì mau mau đến gặp thầy. Có vậy thôi. Còn giữ tâm bất động, thanh đạt, an lạc vô sự được thì thầy sẽ gián tiếp giúp đỡ qua một cái từ trường để mà thắng được những cái trạng thái của tưởng, trạng thái của phạm thọ. Nhớ những điều mà thầy căn dặn, để khi gặp trường hợp đó thì chỉ cần gọi thầy rồi giữ tâm bất động thì sẽ được tội nghĩ quyền. Còn nếu không thì thấy mình không làm được điều đó thì nên trực tiếp gặp thầy. Thì lúc nào muốn gặp thầy thì bên nữ thì đến nhờ cũ đưa vào thất thầy, còn bên nam thì cứ trực tiếp vào thất thầy giờ nào cũng được, cứ đến hỏi về sự tu tập. Chứ chúng ta không còn mà lên trên cái thiên đường này mà học tập nữa. Sau một tháng tu tập thì xét nghiệm, thầy sẽ có một ngày thầy xét nghiệm người nào tiếp tục tu.